Hi, xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người đến với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày 26 tháng 9 năm 2020. Và trong cái bản tin buổi trưa này thì tôi muốn chia sẻ với các bác hai cái thông tin quan trọng. Cái thông tin đầu tiên ấy là tôi muốn nói về ông Phạm Phú Quốc. Và cái thông tin thứ hai ấy là liên quan đến một vụ đốt lò, chuẩn bị đốt lò cực lớn luôn. Và tôi gọi rằng đấy là một cái quyết định, gọi là một cái kết quả và một cái kết luận, đó là kinh hoàng. Về thông tin đầu tiên ấy, tôi muốn chia sẻ với các bác là về ông Phạm Phú Quốc. Tại sao tôi lại phải nói chia sẻ như vậy á? Bởi vì là trong cái thông báo mới nhất của bên chính phủ thì có một cái nghị định gọi là chống việc đầu tư ra nước ngoài, nghĩa là chống cái việc cá nhân gọi là mua rồi đầu tư bất động sản ra nước ngoài nhằm cái mục đích gọi là cái mục đích giống như anh Phạm Phú Quốc ấy, là cái mục đích có được cái quốc tịch. Đấy. Trong cái nghị định mới nhất của chính phủ đó, thì ràng buộc rằng một số cá nhân sẽ không được phép làm điều như thế, gọi rằng là đầu tư ra nước ngoài rồi là đầu tư nọ mua kia, tất cả là như thế. Nếu các bác nào mà nhớ ở nước ngoài ấy, người ta hay có những cái bộ luật lấy theo tên một cái nhân vật nào đó để mà thành cái tên của bộ luật. Thường thường thì có thể là lấy người trình lên, hoặc là một cái sự vụ, một sự kiện nào đấy, hoặc là một cái vụ kiện cáo dạng như vậy, thì người ta sẽ sửa luật và người ta bổ sung thêm một ít luật để mà có một cái gì đấy nhắc nhở rằng là cái khởi nguồn của bộ luật nó là như thế này và nó gắn với tên của ông này. Thì báo cáo với các bác rằng ấy, đây tuy chỉ là nghị định, nó chưa phải là một cái gì đó luật đưa ra quốc hội. Thế tuy nhiên nếu mà có một cái bộ luật đưa ra quốc hội ấy, để mà chống cái việc rằng là tẩu tán tài sản, chống cái việc rằng là đầu tư ra nước ngoài nhằm cái mục đích mua quốc tịch, nhằm cái mục đích gọi rằng là nọ kia, nói chung là rất là lằng nhằng hoặc rửa tiền, ví dụ như vậy, thì tôi cũng kiến nghị rằng là nên đặt tên của cái bộ luật đó, nên đặt tên cái bộ luật đó là bộ luật của ông Phạm Phú Quốc. Bởi vì ông ấy vừa là người làm luật, ông cũng vừa là người lách luật, và ông là người vi phạm luật luôn. Thì báo cáo với các bác rằng là các bác đồng ý với tôi thì các bác cho một cái comment ở bên dưới, để mà cái tên của ông Phạm Phú Quốc nó sẽ mãi mãi gắn với cái lịch sử. Cái lịch sử là cái lịch sử gọi là rửa tiền, cái lịch sử gọi rằng là đầu tư ra nước ngoài để nhằm có được hai quốc tịch, nhằm trốn tránh nào đó. Thì như vậy là một cái điều tốt nhất cho Việt Nam, để mà mọi người nhìn vào đó để mà tránh cái việc này. Thế nhưng mà qua đó mình cũng phải khen ngợi một chút, bởi vì là cái việc này là cái việc mà rất là nhanh. Chính phủ làm rất là nhanh cái việc này và có được cái nghị định ngay để mà chống lại cái việc đó. Trong khi đó là ông Phạm Phú Quốc đến thời điểm này thì ông ấy vẫn là đại biểu quốc hội và chưa bị bãi nhiệm đó. Thì các bác nhớ điều đó, và đến kỳ họp sắp tới thì người ta sẽ bãi nhiệm ông này thôi. Và đương nhiên là người dân và đất nước không cần những con người như thế ngồi ở trong cái bộ máy lập pháp của mình, đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng cái thông tin thứ hai ấy, tôi muốn chia sẻ với các bác như thế này. Thanh tra chính phủ thì vừa đưa ra một cái kết luận, mà phải nói rằng là khi tôi đọc cái kết luận đấy phải nói dùng cái từ, nó từ kinh hoàng. Nó cũng là hoàng thôi nhưng mà nó kinh hoàng. Bởi vì tại sao? Cái con số đất đai ấy, trải dài trên nhiều tỉnh, cái sai phạm ấy, biến cái đất công thành đất tư lên tới 20.000 hecta. Ôi trời ơi, con số 20.000 hecta các bác ạ. Mỗi hecta vì chỉ mình cứ tính ra là ví dụ như là 1.000 đô thôi thì đã là 1 tỷ đô la rồi. Mà nếu mà cứ nhân lên như thế thì con số này nó cực kỳ khủng khiếp. Và rõ ràng rằng là mình không thể có cái lời nào để mà nói chuyện này. Bởi vì hôm vừa rồi ấy, tối qua ấy, có một bác comment ở dưới một trong video của tôi ấy, thì nói rằng là về cái tổng thanh tra chính phủ thì anh Truyền anh ấy có được 3 cái vi phạm. Thì báo cáo với các bác rằng tôi comment trả lời luôn là hầu như anh Truyền không có cái vi phạm nào. Đến cái thời của anh Huỳnh Phong Tranh thì bắt đầu là mới có lòi ra vài ba cái vi phạm. Thế nhưng đến cái thời này rồi thì báo cáo với các bác rằng là các bác hãy tự tìm, vì tôi không muốn nói tên, nhưng các bác tự tìm là tổng thanh tra chính phủ hiện nay đang là ai mà có thể có được cái kết luận khủng khiếp như vậy và chuyển ra công an điều tra 12 cái vụ án. Và tôi tin rằng 12 cái vụ án này đều là những cái vụ án lớn cả. Nhưng mà tổng 12 vụ án lại thì chắc là nó thành một cái vụ đại án luôn. Đại của đại án. Và những nhân vật vào lò thì nó không phải là nhân vật bình thường nữa. Nó liên quan đến mấy tổng công ty, bao gồm có tổng công ty chè rồi tổng công ty cao su, đều là những cái tập đoàn gọi rằng là dưới cái thời của 10 năm của cái anh ở Kiến Giang ấy, thì phải nói
không còn cái lời nào để mà tả nữa về những cái tập đoàn này. Thì báo cáo với các bác là như thế, và chúng ta hãy chờ đợi xem như thế nào ở trong cái thời gian tới. Nói về cái việc mà thất thoát tài sản công thì các bác nên nhớ rằng với tôi á, cái việc này nó không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà nó xảy ra tại rất nhiều nơi trên thế giới, và đặc biệt ở trong những cái giai đoạn chính trị quan trọng, nhạy cảm, và lúc đấy là nó có một cái gì đấy chính trị nó không được ổn định, thì bằng một cách nào đó hợp pháp, tôi nói rằng cái từ hợp pháp nhé, người ta sẽ chuyển cái tài sản công thành cái tài sản tư với cái giá là cực kỳ rẻ mạt. Các bác cứ nhìn sang nước Nga chúng ta chẳng hạn đấy, khi Liên Xô bắt đầu tan rã thì lập tức rằng tất cả những cái tài sản công, những cái tài sản gì đó bằng một cách nào đó chuyển sang thành cái tài sản tư với nhiều hình thức khác nhau và nhiều câu chuyện khác nhau, và đa phần thì rơi vào tay của cái giới mafia. Và cuối cùng là các bác thấy rằng là ở nước Nga hiện nay, đa phần những cái người giàu nhất của nước Nga hiện tại đều là những cái người mà từ người ta có được cái tài sản đó từ những cái thời đó, và rất khó để mà xử lý ở trong vấn đề hiện tại. Và một số người thậm chí rằng là mang cả cái tài sản đó, chuyển cái tài sản đó hoàn toàn sang nước ngoài và không còn liên quan gì đến nước Nga nữa, và người ta vẫn phải chấp nhận cái việc đó. Thì báo cáo với các bác là như thế. Thế cho nên ấy, giữ vững được cái sự ổn định là chúng ta vẫn, nghĩa là chúng ta sẽ có được cái quyền hạn và cái năng lực để mà hạn chế. Tôi không nói là mình hoàn toàn có thể làm được việc đó, nhưng mình hạn chế đến mức có thể và rõ nhất cái việc này. Hiện nay ấy, thì các bác có thể thấy rằng là hầu như rất ít những cái công ty nhà nước, những tập đoàn, tổng công ty lớn rơi vào tay tư nhân, đặc biệt là trong những cái lĩnh vực nhạy cảm, quan trọng như là vấn đề điện hay năng lượng, hoặc là những cái lĩnh vực khác về an ninh quốc phòng, thì rất ít rơi vào tay tư nhân. Và với những con số thanh tra như thế này ấy, thì các bác mới có thể thấy được rằng là bên chỗ của Tổng Thanh tra Chính phủ là phải nói rằng các bác phải khen ngợi. Mình nhìn vào con số đấy thì mình có thể bàng hoàng, mình cảm thấy kinh hoàng, nhưng mình phải nói rằng là họ rất là dũng cảm để mà đưa ra được cái con số đó, và nhìn thẳng vào sự thật và những con số đó. Và từ khi nhìn thẳng vào sự thật trần trụi như vậy thì người ta mới có thể có được những cái quyết định, có những cái quyết sách để mà không gây cái thất thoát tài sản. Mình vẫn nghĩ là ở đây tôi vẫn chia sẻ với các bác, mình phải nhìn một cách thẳng thắn như thế này. Việt Nam ấy, từ khi có nền kinh tế nhiều thành phần thì rõ ràng là cái việc mà nhà nước quản lý yếu kém là cái việc đương nhiên, và bằng những cái chính sách, bằng những cái chủ trương rằng là phải cổ phần hóa, phải bằng cách nào đó để mà cho tư nhân quản lý tốt hơn, nhưng không phải là bằng cái cách bán rẻ. Quy chế đấu thầu, quy chế tất cả của chúng ta đều có, và hy vọng rằng là các anh đó hãy nhìn vào đó, hãy thực hiện đúng cái quy trình đó một cách công khai minh bạch, thì cái tài sản nhà nước sẽ được đấu giá và sẽ được có được cái giá trị lớn nhất khi thu hồi về, và cái tiền đó sẽ được phục vụ lại cho đất nước, cho nhân dân bằng những cái công trình và những cái phúc lợi mà người dân đáng được hưởng. Cho nên nếu mà để vào tay tư nhân với cái giá rẻ mạt, đấy cũng là một cái hình thức ăn cắp hay là tham nhũng của nhân dân. Thì báo cáo với các bác mình phải nhìn thẳng thắn như thế, và cố gắng bằng một cách nào đó để có được cái số tiền lớn nhất, chứ không phải là đi bán rẻ. Mặc dù mình vẫn phải thừa nhận rằng là tư nhân quản lý cái việc này tốt hơn, và nhà nước nên tránh những cái lĩnh vực mà mình không quản lý tốt để cho tư nhân làm. Đó là cái chủ trương mình phải nói đúng đắn, nhưng thực hiện mới là quan trọng, và thực hiện thì phải đúng đắn, là phải đúng, là phải sát, là phải minh bạch. Đó. Chúng ta vẫn còn nhớ cái sự việc Sabeco, người ta đã muốn thâu tóm, người ta đã việc muốn bán cái này ra nước ngoài, người ta đã định làm nhiều thứ nữa. Đó. Tuy nhiên ấy, khi mà chỉ cần làm một cái gì đấy nó minh bạch, liên quan đến đấu giá, liên quan đến bán tài sản, liên quan đến cái gì đấy minh bạch, thì rõ ràng là chúng ta đã bán được cái tài sản của Sabeco, cái tài sản mà chúng ta không cần giữ, hãy để cho tư nhân hay để nước ngoài làm cũng được. Thế nhưng mà chúng ta thu hồi lại một khoản tiền cực kỳ lớn, đây đến gần 5 tỷ đô, đến 5 tỷ đô đấy các bác. Nhưng nếu mà để mà, tôi chỉ giả sử thôi, nếu mà để mà một cách nào đó để một số người, ví dụ như là anh Vũ Huy Hoàng hay là một số anh gì đấy, bằng những cái thao tác và những cái lách luật và những cái vi phạm của mình mà bán cái đấy, kiểu thì ví dụ như là 1 tỷ đô chẳng hạn, là người ta đã ôm trọn 4 cái tỷ đô kia vào người rồi. Đó. Thế cho nên ấy, bán với giá nào, thực ra nó không quan trọng bằng việc là cái giá đấy được bán đúng giá ở thời điểm đó hay không, mà cái quy chế bán hoặc là cổ phần hóa nó được minh bạch thì đương nhiên là người ta sẽ thu lại cái số tiền lợi ích lớn nhất có thể. Và các anh nhà nước hiện nay ấy, các anh hãy làm đúng cái điều đó đi, đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình có một cái nào đó gọi rằng là theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ấy, gọi rằng là tham nhũng là cái từ ấy, nhưng có thể chấm bút tại đó. Đó. Làm ăn kinh tế nhưng mà chấm bút tại đó thì rõ ràng là mình không nên làm, và hãy để cái tiền đấy lại cho nhân dân, cho đất nước, bởi vì mình có ăn tiêu hết được đâu, mình có ăn mãi được đâu, và mình có sống hết đời để tiêu số tiền đó đâu.
Cho nên rằng mình hãy làm cái gì đó để lịch sử ghi danh lại, ghi nhận lại, để mà thấy rằng là chúng ta làm tốt thì chúng ta được ghi công, chúng ta làm sai thì chúng ta chịu phạt thôi. Nhưng nếu mà chúng ta vi phạm thì rõ ràng là chúng ta sẽ được gọi là pháp luật gọi tên, được nhà tù gọi tên. Thế cho nên ấy, tốt nhất là đừng có làm đừng có vi phạm là được. Còn sai thì có thể bị phạt bình thường, cái điều đó đương nhiên. Và nếu mà chúng ta mà làm tốt thì thưởng rồi ghi công, tất cả mọi thứ nó đều có quy chế cả. Thì tôi hy vọng rằng là khi đã làm chính trị, khi đã đứng ở một cái phía trên nào đó, cảm giác rằng là nghĩ là mình đã có những quyền hạn, đã có những cái power để mà làm nhiều thứ cho dân cho nước, thì hãy làm cho dân cho nước, đừng làm cho bản thân mình, đừng làm cho gia đình mình, và đừng làm cho những cái nhóm lợi ích của mình. Thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó những cái câu đơn giản như vậy thôi. Và đừng để những cái tài sản của nước ta thất thoát cho những gọi là mafia như ở Nga hay là một loạt các nước Đông Âu khác, họ đã mất rất nhiều tài sản rồi. Và chúng ta hãy cố gắng vì một đất nước tươi đẹp và ổn định. Tôi rất cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Trang Trang TV, và hẹn gặp lại các bác ở trong những video clip tiếp theo.